Câu chuyện ngày hôm nay Duy được kể lại từ một bạn nam. Bạn nói hồi cái đợt đó, bạn có một cái chuyến đi về miền Tây, cụ thể là đi về Châu Đốc, An Giang. Bạn đi xuống dưới đó, bạn làm một số công chuyện giấy tờ gì của bạn thì không có rõ. Tuy nhiên, ở dưới cái chỗ Châu Đốc này cũng có bà con họ hàng của bạn ở dưới. Đó chính là nhà của ông cậu Năm. Khi mà về dưới này, bạn vừa xử lý công chuyện rồi cái bạn vừa ở lại dòng họ của mình chơi luôn. Trong cái khoảng thời gian mà ở nhà cậu Năm chơi á, bạn cũng có đi vòng vòng chòm xóm để mà giao du với bà con nói chuyện chơi vậy đó mà. Lúc mà bạn đi á thì bạn có vô tình đi ngang một cái ngôi nhà cũng ở trong xóm luôn. Bạn cũng biết được á ai là chủ của cái nhà này luôn. Tuy nhiên, khi mà bạn đi ngang ngôi nhà này, tự nhiên có một cái gì đó nó khiến bạn là phải nhìn vô cái nhà. Tại vì cái nhà xung quanh cây cối tùm lắm luôn kìa. Chỗ này bà con chòm xóm ở cũng đông đó, nhưng riêng cái nhà này á thì kiểu như bạn có cảm giác giống như là lâu rồi không ai ở. Cái nhà được đóng lại bằng một cái cửa sắt. Cái cửa sắt nhưng mà nó có một cái tấm kính nữa, thành ra bạn đứng ngoài nhà trước, bạn có thể nhìn thẳng được vô cái phòng khách của cái nhà này luôn. Bạn nhìn vô thì bạn hết hồn liền luôn, là tại vì bạn thấy ở trên cái bàn thờ á, nguyên một con mèo đang thụ lùi nó ngồi trên đó. Đây là một cái bàn thờ thờ Phật nha, chứ không có thờ ai trơn á. Bạn ráng bạn đi gần lại cái cửa này thì bạn thấy ở trong nhà dán nhờ nó đóng một lớp như vậy đây nè, giống như cả năm trời rồi không ai ở trong cái nhà này hết trơn á. Ớn quá bạn mới chạy về nhà. Cái buổi chiều hôm đó khi mà ăn cơm á thì bạn có tiện miệng rồi bạn hỏi với cậu mợ Năm, hỏi về cái nhà đó tại sao mà chú hay hơn á, không ai ở hết trơn vậy, ổng có cái vấn đề gì không. Khi mà nghe anh hỏi xong là ông cậu Năm ổng ngưng cái chén cơm liền luôn. Ổng nói trời ơi tao quên nói mày nữa, thằng hay hơn á nó chết rồi. Nó chết xong một cái hả, nhà nó tanh bành té bẻ hết trơn luôn, bây giờ là bỏ quan rồi, đâu có ai dám ở nữa đâu. Tao mà nhiều khi đi ngang nhà đó hả, thiệt ra tao còn ớn á, chứ không phải là mà là dạng vừa đâu. Kiểu ổng nói chuyện mà ổng hơi lấp bấp á, giống như là ông cậu Năm ổng rất là sợ cái căn nhà đó mà chưa biết lý do tại sao. Cậu Năm ổng mới nói tiếp, bên nhà nó thì ở có nhiều người, hai vợ chồng nó nè, rồi hai thằng con trai, thằng tên Tú, thằng tên là Bảo. Thằng lớn á thì học lớp 11, thằng nhỏ học lớp 7, ở thêm với lại ông già của nó nữa là ông Tấm Tàn đó mày, lâu lắm mà chắc mày cũng không có nhớ ha. Chú hay hơn mày á, nó làm phụ hồ, mỗi bữa sáng đi làm cho tới chiều tối nó mới về. Còn thím hai mày á là ở nhà lo cơm nước cho mấy đứa nhỏ thôi, lo cho ông già chồng ở nhà nữa, ổng cũng lớn tuổi rồi, mới hồi có mấy tháng trước chứ nhiêu, đâu có lâu. Cái bữa đó là cũng chiều chiều rồi, mấy mẹ con nó nhà nấu đồ ăn chuẩn bị dọn cơm ra ăn thì đợi chú hai mày đi về. Bình thường cỡ giờ đó là nó về rồi, nhưng bữa nay á đợi hoài tới 6 giờ mấy 7 giờ tối nó chưa có về nữa. Tức cái mình quá, nó mới móc cái điện thoại ra, nó điện chồng nó, điện hoài mà thằng chồng nó không có trả lời. Một hồi sau thôi thì phía bên đầu dây bên kia người ta mới gọi lại. Nhưng đó không phải là giọng của ông hay hơn, đó là giọng của ông nội nào vậy? Hỏi alo, vợ của cái người nam tên là Trần Văn Hân đúng không vậy? Thì nó mới hỏi là ủa dạ đúng rồi anh, tôi là vợ của anh Hân nè, có gì không? Bên kia người ta mới nói á, bây giờ nếu mà chị là vợ của ảnh á, chị chạy ra cái ngã tư cầu lớn đi, chồng chị bị xe người ta đụng bây giờ nằm á, thôi thớp ở đó chưa biết sống chết nữa kìa, ra liền nghe chị, ảnh nặng dữ lắm rồi đó. Trời đất ơi, tội nghiệp thím hai của mày, nó vừa nghe xong vậy là nó chết điếng luôn, nó đi đứng không nổi luôn mày. Nó lết qua tới bên này nè, nó kêu tao thì tao mới chở lên bệnh viện giùm. Ra tới ngoài đó đó thì thấy là người ta đưa lên bệnh viện rồi, chạy vô tới phòng cấp cứu. Lúc này thì thấy chú hai mày nó vẫn còn thở thoi thóp, nó còn ngáp ngáp gì nữa, nó chưa có chết, không biết té kiểu gì nữa tại vì quá gấp gáp mà. Bây giờ á hả, tay chân giò cẳng gì chỗ nào cũng bị thương tích đầy người hết trơn á, đầu cổ máu me không, máu lỗ tai nó ra nữa. Rồi tao đứng ở đó tao mới thấy là con vợ nó kê cái lỗ tai vô cái miệng của nó đó, nó nói gì vợ nó nhỏ nhỏ tao không nghe. Một hồi sau bác sĩ người ta mới nói á, cái anh này bây giờ tiên lượng rất là xấu, người ta cũng không thể nào can thiệp được nữa rồi, nặng lắm rồi. Nếu mà muốn á thì gia đình có thể chở về nhà liền đi, để mà anh này được mất ở nhà, chứ mà cứ để ở bệnh viện hoài á thì cái khả năng sống không có cao bao nhiêu đâu. Vợ chồng nó cũng khó khăn nè, thấy bây giờ nếu mà chữa không nổi nữa thì thôi đem về nhà đi chứ sao giờ, tai họa nạp tới rồi. Đó thì mới đưa chú hai mày về nhà. Nằm ở nhà nó cũng nằm thoi thóp nha, chứ nó chưa có chết, nó cứ ngáp hoài vậy đó. Hỏi là nó mất ý thức rồi, nó không còn biết gì nữa, là bắt đầu là gọi rạp làm đám ma rồi soạn đồ nọ là chuẩn bị rồi đó. Hai đứa nhỏ nó khóc quá trời, tại nó thương cha nó dữ lắm. Nhìn tội nhất là biết cái gì không, tao nhìn ra cái mâm cơm ngay phía nhà sau á còn dọn đàng hoàng tử tế đó, cơm canh nó ngủ ngắt hết trơn luôn rồi. Còn á ông già Tám á, ông Tám Tàn là cha của chú hai mày đó, ngồi đó mà ổng khóc không mà mày ơi. Cậu hai nói hiện tại là đã chuẩn bị kêu hòm rương tới luôn rồi đó, tại vì ở trong nhà đã xác định có thể làm chú hai hơn mà nó mất liền trong đêm, giỏi lắm là qua được tới sáng sớm à, nó yếu dữ lắm luôn rồi, để nằm trên giường vậy đó. Hai đứa con nó thương cha nó quá mà, nó biết cha nó sắp chết, thành ra nó nằm co ro ngay tại dưới cái chân giường của cha đó, nó nằm ở đó mà nó khóc, nó khóc nhiều tới nỗi mà nó ngủ quên luôn mày. Tại giờ nó cũng tối rồi, nằm ngủ chút à, cái thằng Tú là cái thằng lớn học lớp 11 á, nó cũng thức dậy, nó phụ tiếp trong nhà trong cửa. Còn riêng thằng Bảo là cái thằng học lớp 7 á, nó vẫn còn ngủ, nó đang nằm ngủ gì nè nha. Tao mới ngồi ngay tại cái bàn đó, tao mới nhìn vô cái chỗ đó, tao thấy sao mà nó cứ khóc mày, nó ngủ mà nó khóc nha, nó kêu cha 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 đừng bỏ con cha.
là nó thức dậy. Nó thức dậy cái nó chồm lên cái người của cha nó vậy nè. Tại vì chú hai mày đang nằm trên giường mà. Nó ôm cha nó một cái thôi là tự nhiên chú hai mày á, nó ọc máu ra cái, nó tắt thở liền luôn. Chứ hồi tối tới giờ á là nó vẫn còn nằm thiêm thiếp thiếp ở đó. Cái tao mới chạy lại, tao hỏi ai bảo, mày thấy gì bảo? Nó nói là con không biết nữa. Hồi nãy con đang ngủ á chú Năm, con ngủ cái con thấy là cha con á bị ai lôi cha con đi mà người ta còng cái tay của cha con lại bằng nguyên một cọng dây xích đen thù lùi bự chàng bản gì đấy nè. Mà con thấy nha, con kêu cha con á mà cha con không có trả lời. Cha con cứ lắc đầu hoài vậy nè, giống như là đang nói chuyện với người ta mà con không nghe được. Con kêu hoài à, cái cha con bị người ta dắt đi luôn à. Đó, một cái chuyện rất là trùng hợp. Tự nhiên cái tao thấy có điểm hay sao đó, tao cảm thấy không có lành rồi. Thì tao nói là thôi, bây giờ kêu thầy về lẹ đi, coi thử coi cái thằng này có cái gì không. Tại sao mà con đó thấy nó trong mơ bây giờ bị còng làm sao? Vừa mới tắt thở xong thôi là cái nhà nó loạn lên hết trơn vậy đó. Mấy đứa con rồi con vợ của nó khóc quá trời khóc. Tao mới trấn an nó thôi thôi, khóc cái gì nó cũng mất rồi mà. Bây giờ kêu thầy tới đây nè, hòm rương người ta cũng chuẩn bị tới rồi, soạn đồ lẹ cho nó đi rồi á, rửa mình cho nó sạch sẽ rồi bắt đầu liệm. Cái người thầy này thì không phải cậu Năm kêu, ai kêu tới thì cậu Năm không có biết nữa. Nhưng đây cũng là một cái vị sư cũng khá là lớn tuổi rồi. Sư mới vô, sư coi vòng vòng trong nhà vậy nè, rồi mới tới coi cái xác của cái chú Hai Hơn đó. Hỏi cái bà vợ đó là nó chết hồi nào, biết giờ chết không? Bà làm gì biết, tại vì cái chú Hai này ổng bị té xe ngoài đường lộ mà, chỉ biết được cái khoảng thời gian đó thôi, chứ không biết chính xác là mấy giờ mấy phút. Ổng nghe thím Hai nói xong, cái ổng mới đứng, ổng tính toán cái gì đó, ổng hỏi tuổi nè, hỏi tên nè, hỏi tất cả những thông tin bát tự, rồi ổng ghép với lại cái giờ chết á, thì giống như là ổng cảm thấy có cái chuyện gì đó. Ổng mới nói bây giờ để tao nói nhỏ cho nghe nè. Thì cái chuyện nói nhỏ này thì cậu Năm không được biết, cái đó là do thím Hai với lại ông thầy nói nhau thôi. Sau này thím Hai mới kể lại á, ông thầy ổng nói cái thằng này nó chết ngay cái giờ kỵ, thành ra có thể sau khi mà nó chết á, nó bị ma quỷ bắt đi, mà quỷ này là quỷ trùng tang, nó bắt đi xuống đó để mà bắt là khai tên khai tuổi con cháu dòng họ trong nhà trong cửa để bắt những người tiếp theo đi, cái đó gọi là cái trùng tang đó, hiểu không? Đâu phải ai chết cũng bị trùng tang, nhưng xui làm sao, thiên thời địa lợi nhân hòa mà, nó nhiều yếu tố kết hợp lại, thằng này nó chết ngay cái giờ quá độc đi mà nó lại kỳ với cái tuổi của nó nữa, thành ra nó bị trùng tang rồi. Bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cho ổng lau mình, mặc đồ đẹp vô rồi liệm vô hòm. Khi mà liệm xong đó là bắt đầu để cái bàn dông, để cái dĩa trái cây nè, bình bông, cái lư hương, cái tấm hình thờ lên nữa là bắt đầu ở đó khắp được rồi đó. Trong cái thời gian đó thì thầy cứ đứng thầy đọc kinh thôi, thầy đọc hoài như là những cái đám ma bình thường khác. Tới tầm khoảng tiếng đồng hồ sau, thầy mới nhìn ra cái chỗ lư hương á, thầy mới kêu với thằng Tú là cái thằng con trai lớn á, nó đang đứng ở đó. Thầy nói đốt nhang tiếp đi con, người mới chết đừng có để ba cái nhang nó tàn lâu quá vậy. Con thấy nhang nó tàn chưa? Con để ý nha, nhang nó vừa tàn cây này là con phải đốt cây khác, con mòi hoài vậy đó, tại vì cha con mới mất mà. Nó cũng nghe như vậy thì nó dạ, nó lại nó đốt thêm cây nhang. Nó đốt xong cây nhang rồi thì cái cây nhang hồi nãy nó mới vừa tàn gần xong đó, nó không có bị rớt cái tàn tro xuống mà nó cong lại gì nè, cái đầu của cái tàn nhang nó vẫn còn một cái ánh lửa nha, không biết nó cháy kiểu gì nữa mà nó quẹt vô một cái khăn trải á, cái khăn trải mặt bàn gì nè, nó quẹt vô đó nó làm cháy luôn cái khăn trải bàn luôn. Một hồi cái nó cháy làm sao tới cái tấm hình thờ mà thằng nhỏ này không hề biết. Tới khi mà nó bắt lửa nó cháy làm sao cái tấm hình thờ nó rớt xuống đất cái cục gì nè, thì nó mới hay ra, nó mới chạy, nó chạy nó kêu mẹ nó với lại kêu ông thầy. Tại vì thời điểm đó đó, thầy đang đi vòng vòng nhà thầy coi, chứ thầy không có đứng ngay tại cái đầu hòm. Mọi người nghe vậy thì mới chạy ra nhà trước, tại vì thời điểm đó khách chưa có nhiều, nửa đêm nửa hôm mà, chỉ là lo ở phía sau á chặt thịt này nọ làm đồ đạc thôi. Ra tới đó thì cũng dập lửa, dẹp luôn cái miếng trải bàn này. Đó thì mới dựng cái tấm ảnh thờ lên. Nhưng thầy mới nói với lại thím Hai á, tôi lấy ra hai cái tờ lá bùa nha, tại vì tôi nói đó, nó bị trùng tang rồi, nó bắt đầu có những cái hiện tượng lạ đó. Thầy lấy ra hai lá bùa, một cái lá bùa màu vàng với lại một cái lá bùa màu đỏ. Cái tấm lá bùa màu vàng thì ông thầy ổng dán ở dưới cái đít của cái hòm á, riêng cái lá bùa màu đỏ, một cái lá bùa nhỏ hơn, ổng mới dán ở cái mặt sau của cái tấm hình thờ của chú Hai nè, dán ở đó. Rồi ổng mới kêu với lại thím Hai á, bây giờ cô đi tới cái màn mà của người ta treo đám ma đó, có cái tấm vải màu vàng đó nhớ không, cô cắt cho tôi một cái miếng vải đi, miếng vải màu vàng nha, cắt xong rồi cô trùm lên tấm hình thờ này cho tôi, cô nhớ nè, trùm cái tấm vải màu vàng này từ bây giờ cho tới khi nào mà chôn chồng cô luôn nha, không có được tháo ra. Ai mà tới đám ma đó người ta có hỏi á thì cô nói là thầy dặn làm vậy cô không biết. Sau đó thì thầy mới ấn định luôn cái giờ nào đi chôn thì nó sẽ hợp. Thầy có nói tiếp á, cái ngày mà đi chôn tuyệt đối bỏ hai thằng nhỏ con ở nhà, không được cho nó đi theo, nhờ bà con chợ xóm á bưng tấm ảnh thờ giùm, nếu có anh em ruột rà thì cầm giùm tấm ảnh thờ, còn không có nữa thì nhờ bà con chợ xóm không sao hết, nhưng tuyệt đối không cho hai đứa nhỏ đi ra ngoài, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chỉ để cho những cái người nào mà tuổi mèo á mới được ra một cái chỗ chôn thôi, hạn chế đừng có cho người ta ra ngoài nhiều, nhớ nha, tuổi mèo mới được ra ngoài. Đặc biệt cái tấm hình thờ, cô nhớ cho tôi một điều, lúc nào cũng ụp cái miếng vải màu vàng lên, đừng có gỡ ra.
khi mà ra tới ngoài, khi mà hạ nguyệt xuống rồi đó, bỏ luôn tấm giả này xuống đó cho tôi. Sau khi mà làm đám ma chôn cất cho chú hai này được khoảng gần một tuần lễ đó, thì cái đêm đầu tiên, cái người đầu tiên thấy vong hồn của chú hai này trong giấc mơ chính là ba ruột của chú, là ông già Tám đó. Ông đang nằm ngủ vậy nè, thì ông mới thấy chú hai á bị nguyên một cái đám người ta còng tay, mà không phải còng số 8 đâu, cái còng dây xích nó lôi đi còn hơn là tù nhân nữa. Mà ông nói nghe, thằng Hơn á, nó mặc cái bộ đồ trắng tươi nè, giống như là cái bộ đồ của tù nhân bên Trung Quốc vậy đó. Vòng vòng chỗ cái người của nó đó cũng là những người mặc đồ trắng luôn. Mà lạ một cái gì nè, trong số những người đó có người không có đầu, có người không có cái tai, có người không có con mắt nữa, cứ dắt cứ lôi nó đi như vậy đây nè. Lôi làm sao, lôi tới trước cửa nhà của mình. Trong cái giếng đó thì ông thấy giống như là ông đang đứng trong nhà, ông thấy con trai của ông bị dắt đi phía trước. Ông chưa kịp nói được cái gì hết trơn á, thì ông thấy là giống như người ta đang hỏi cái gì vô lỗ tai của chú hai Hơn á, mà ông Tám ông không có nghe, ông chỉ thấy vậy thôi. Thì chú hai á, ông mới lắc đầu, ông nói không phải lắc đầu vậy đó. Thành ra là cái nhóm người đó mới kéo chú hai Hơn này giật ngược ra phía sau nè, là lôi đi chỗ khác, lôi ra hướng ngoài đường lộ á, là mất tiêu. Ông mới tỉnh dậy, ông biết rồi, ông biết thằng con mình có thể nó bị tội lỗi gì đó, thành ra khi nó chết xuống đó người ta mới đài đọa nó như vậy. Chứ ổng chưa có nghĩ về cái chuyện trùng tang hết trơn á. Tại vì cái bữa mà đám ma đó là cái ông sư thầy ổng cũng đã tìm mọi cách rồi, đã úp cái tấm hình thờ lợi, rồi cũng kiên kỵ trong lúc mà chôn, không cho người thân tới, rồi chỉ để những người tuổi mẹo tới thôi. Mới buổi sáng tới buổi chiều xuống thôi là tự nhiên ổng bị đau tim. Trời ơi, tự nhiên ổng đang ngồi ăn cơm vậy đó, ổng ngã cái đũa vậy nè. Thành ra là cái thím hai á, bà mới qua bà kêu cậu Năm nữa. Bà kêu cậu Năm á, kiếm xe ôm đi, chở ba tôi lên bệnh viện giùm coi. Bây giờ ba tôi làm sao mà ổng giống như là ổng bị đột quỵ vậy đó, tôi sợ quá à. Chở lên tới bệnh viện thì người ta mới nói ổng là ổng lớn tuổi rồi, ổng bị nhồi máu cơ tim, thành ra là ổng bị co bóp cái tim ổng vậy đó. Cũng ngộ ha, hồi xưa tới giờ á chưa bao giờ ông Tám nào bị bệnh giặt hết trơn á. Ổng mạnh sơn sẩn à, mặc dù tuổi ổng cũng lớn lắm rồi, nhưng mà kể từ khi lên bệnh viện nằm một hai bữa đó, bệnh viện người ta cũng cho về, thì khi mà ổng về rồi là ổng yếu luôn. Ổng cứ nằm trên giường hoài, ăn là cơm bưng nước rót, chứ không còn đi tới lui mấy bữa trước nữa. Ổng về, ổng nằm ở đó thì ổng mới kể lại cái giấc mơ dài bữa trước cho cậu Năm với lại thím hai nghe. Nghe thì hai người này cứ tưởng đâu là thằng hai Hơn nó về nó nhát ổng không hà, chắc nó nhớ ổng quá. Nói chung giọng thứ bệnh của người già mà, thì ai cũng biết, không có sợ gì hết á. Cứ nghĩ là ba mình ổng yếu rồi thì mình cứ chăm sóc vậy thôi. Cứ nằm đó, rồi cứ tới giờ ăn đó là bới cơm đút cho ổng ăn. Mới được khoảng có 2 ngày à. Tới khuya, tầm khoảng 11 giờ 22 phút, thím hai bà nhớ đúng luôn á, tại vì bà có canh đồng hồ. Tới giờ đó thì không thấy ông già chồng mình ngủ. Ổng cứ nằm ổng nhìn ra cửa hoài à. Cái ổng mới kêu thím hai vậy nè, Diệu ơi Diệu, Diệu bay ra bay coi chồng của bay về kìa Diệu ơi, thằng Hơn nó về kìa, sao mà ai dẫn nó đi mà quá trời người vậy. Thím hai ra mà cửa coi đâu thấy ai đâu. Nó ủa ba nói vậy ba, chồng con chết rồi mà. Ổng nó không phải đâu, tao thấy nó về gõ gàng luôn, y chang cái bữa trước vậy đó. Tao nằm chim bao tao thấy rồi, người ta dẫn nó đi, bữa nay y chang vậy luôn kìa. Là thím hai biết rồi, bà mới lên bàn thờ của chồng mình á, bà mới giấy, bà đốt cây nhang, bà nói anh ơi, tôi biết á là anh chết có oan ức gì đó, nhưng mà bây giờ á tôi cũng không biết phải làm sao hết trơn á. Anh cũng đừng về anh nhát ba nữa, ba ông cũng già yếu rồi, nhát rủi đâu ông sợ là ông đi bất đắc kỳ tử đó. Rồi á mấy mẹ con tôi biết sống với ai. Bà khấn thầm trong bụng vậy thôi. Bà vừa cắm cây nhang lên vậy nè, thì không hiểu sao cái cây nhang nó cháy rất là nhanh, giống như là mình đốt nhang mà mình chưa có thổi cái lửa vậy đó. Lửa nó phần lên vậy nè, nó cháy một hơi là hết trơn cây nhang luôn. Là bà ớn rồi, bà hết hồn rồi, bà bỏ bà vô phòng. Khi mà thím hai bà đi vô tới cửa buồng rồi, bà mới ngó xuống cái giường ở phía dưới á, là cái chỗ ông Tám đang nằm đó. Thấy là ông già chồng mà nó cũng đã ngủ rồi, ngáy kho kho rồi đó, thì cũng yên tâm. Ba mẹ con mới vô buồng để mà ngủ. Tới sáng tầm khoảng 5 giờ mấy 6 giờ sáng á, bà thức dậy tính là nấu mấy nước sôi châm trà để mà chút cho ông già chồng mà nó uống. Đi ngang xuống dưới bếp vậy nè, thì mới thấy sao mà ba chồng của mình nó nằm ngủ kiểu kỹ ta. Ông nằm mà hai cái tay của ông bấu chặt vô cái thành giường vậy nè đó, ông bấu vô vậy nè, mà cái đầu của ông á giống như là ông đang chồm ra phía ngoài cửa ông nhìn vậy đó. Tưởng đâu là ổng đang cọ quậy gì không à. Bảo mình lại bà kêu ba thức dậy hả ba, cứng ngắc rồi cái lỗ mũi không còn hơi thở luôn, là biết ổng đã mất từ hồi nào rồi. Một lần nữa bà quảng quá trời, tung cửa chạy ra qua đây kêu cậu Năm tiếp. Cậu Năm qua tới thì mới thấy là ổng Tám mất rồi. Người già mất giữa đêm là cái chuyện bình thường, nhưng tại sao khi mà ổng mất hai cái tay của ổng bố lại vậy đó nè, mà con mắt của ổng á thì nó trợn ra giống như là ổng đang nhìn ra ngoài cửa, có ai mà hù dọa ổng vậy đó. Do hai cái đám ma nó diễn ra gần ngày quá, mới vừa đám ma thằng con xong bây giờ tới đám ma của ông già rồi, thành ra bây giờ cái đám ma của ông Tám á phải làm nhỏ nhỏ làm gọn thôi à, cho bà con chồng sớm hay thôi, chứ không có dám làm bùng rền ra. Bởi vậy cũng nhanh chóng mời cái vị sư thầy đó người ta tới làm gọn gọn thôi, làm để lẹ. Khi mà thầy vừa đặt chân tới nhà thôi, thầy nói trời đất ơi tôi biết lắm mà, cái bữa mà thằng hai Hơn nó chết là tôi biết rồi, tôi biết thế nào cái nhà này cũng có cái chuyện xảy ra nữa thôi à, không sớm thì muộn. Biết là cái ông cụ này ổng đã lớn tuổi, trước sau giờ ổng cũng mất, nhưng
ổng mất chưa tới cái dương thọ của ổng nữa. Đó mới là cái chuyện để nói. Sau đó thì sư mới lấy ra 4 cái lá bùa, trong đó có 3 cái lá bùa nhỏ giống nhau, rồi 1 cái lá bùa thiệt là bự vậy nè. Thầy nói cái lá bùa bự á, dán ngay tại cửa chính cho tôi. Kiếm cái nào mà dán thiệt là dính vô đó nha, đừng có để cho nó rớt ra. Chừng nào muốn tháo ra thì phải nói cho tôi biết à. Còn 3 cái lá bùa nhỏ này, những cái lá bùa này giống như là những cái lá bùa thế mạng cho một người. Sử dụng trong cái trường hợp cấp bách dữ lắm thì mới đem ra xài nha. Nhớ nè, mỗi lần xài á, cái người nào mà đang cần muốn thế mạng á, thầy phải lấy tóc của cái người đó gói trong cái lá bùa này rồi đốt. Đốt bằng cái gì cũng được, lấy hột vẹt đốt cũng được nữa. Đốt thì sẽ qua được một kiếp nạn. Nhưng tôi chỉ có được 3 cái lá bùa dành cho cái nhà này thôi, chứ không phải muốn thế bao nhiêu lần là cũng được. Hiện tại bây giờ cứ giữ yên 3 cái lá bùa trong nhà đi, chắc chắn sẽ có ngày cần đó. Thôi bây giờ nè, tôi nói cho mấy mẹ con nghe, ráng bớt đừng có đau buồn nha. Cái chuyện này là cái chuyện không ai muốn hết, thậm chí cái người đã chết ở dưới người ta cũng không có muốn nữa. Đó là cái chuyện người ta bị ép buộc thôi. Thành ra cần phải nhờ tới những cái bàn tay, như là những cái người nào có khả năng á, thì người ta mới giúp được thôi. Thì tôi ráng, tôi giúp được tới đâu tôi giúp. Mà cậu Năm cũng thấy lạ, đây chỉ là một cái vị sư ở trong chùa thôi đó nha. Người ta chỉ là ăn chay niệm Phật thôi mà không biết tại sao thầy lại có những cái khả năng này, hay quá vậy. Thầy mới nói tiếp, bây giờ ráng đợi nha. Từ đây cho tới khoảng 60 ngày nữa, nó vòng vòng trong cái khoảng thời gian 100 ngày của thằng chồng cô đó, thì cho tới ngày đó tôi hứa tôi sẽ cố đưa cái linh hồn của nó về chùa để mà tôi cho nó nghe kinh kệ. Chứ bây giờ chưa có đưa nó về được, nó đang bị người ta bắt giữ ở dưới á. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong vòng từ đây cho tới 7, tới khoảng 30 ngày sắp tới đó, sau 10 giờ đêm tuyệt đối đóng chặt cửa lại, không được đi ra ngoài, nhớ chưa? Trong cái khoảng thời gian này chính là cái khoảng thời gian rất là nhạy cảm. Người ta rất là dễ dàng để mà hỏi chồng cô khai tên khai tuổi của hai thằng con cô ra. Một trong hai cái thằng nhỏ này sẽ là đứa bị bắt tiếp theo. Còn có bị bắt hay không á là còn do cái linh lực của cái lá bùa tôi dán, rồi do ông bà có phù hộ độ trì hay không, do phước báo của gia đình dòng họ này nữa. Nó cộng nhiều cái yếu tố lắm. Bởi vậy cứ nghe lời tôi, ráng đi, sau 10 giờ đừng ra ngoài đường là được. Còn hai đứa con nhớ nè, là hai đứa con trai đó. Nếu như một trong hai đứa từ đây cho tới 30 ngày sắp tới, đứa nào mà nằm thấy một cái giấc chiêm bao, thấy cha con bị còng tay, rồi cha con chỉ chỏ chỏ đó ha, mà cha con bị người ta lôi đi đó, thì có thể con là cái đứa chuẩn bị bắt đi đó nha. Nhớ, sau khi mà con gặp giấc mơ đó, con nói cho mẹ con biết liền, rồi phải chạy qua nói với thầy. Trong những ngày hôm đó, con tuyệt đối không được ngủ ban đêm. Con thức cho thầy, lúc nào cũng giữ theo 3 cái lá bùa đó. Chừng nào mà cảm thấy có người tới kêu cửa con, bắt con đi đó, thì con phải sử dụng một trong 3 cái lá bùa đó cho thầy. Tại vì một khi mà con đã được chọn, con bắt đi rồi á, chỉ có mình ơn con mới thấy cái đám người đó bắt con đi thôi. Những người còn lại không ai thấy hết. Lúc đó nhớ lời của thầy dặn, vứt một cọng tóc của con, bỏ trong cái lá bùa, rồi kêu mẹ con đốt lên, thảy ra ngoài cửa, thì chắc chắn con sẽ được bảo vệ trong vòng 7 ngày. Nó chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày thôi nha. Biết tại sao mà tôi dặn kỹ vậy không? Là tại vì tôi còn có nhiều công chuyện lắm. Còn công chuyện ở chùa, công chuyện ở chỗ này chỗ kia nữa, chứ không phải là tối ngày cứ chăm lo rồi giúp đỡ cho cái nhà này không là không đủ thời gian. Nói vậy á là để ở nhà tự lo liệu đó. Chừng nào mà thầy rảnh á thì thầy mới có thể qua giúp đỡ được. Cố gắng nha, ráng nha. Sau đó thì mấy mẹ con cũng nén đau thương, làm đám ma chôn cất cho ông tám tàng xong rồi, cũng chôn kế bên cái mã của chồng mình vậy đó. Được đâu cũng khoảng thời gian ngắn sau à. Cái bữa hôm đó là gần tới cái ngày thứ 49 của chú Hơn luôn rồi, nhưng chưa tới ngày 49 nha, mới ngày thứ 48 hay gì đó. Thì trong cái đêm, nguyên một nhà ba mẹ con đang ngủ gì nè. Bữa hôm đó thím hai bà nói trời mưa gió dữ lắm, mà trong khi cái mùa này đâu phải là mùa mưa bão gì đâu, mấy bữa nay là nắng chang chang muốn bể cái đầu vậy đó, mà tự nhiên đêm nay cái chuyển mưa, gió nó âm tối vậy nè, mà cửa đập rầm 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 luôn. Ba mẹ con sợ quá rút trong phòng ngủ ở trong á, đang nằm ngủ vậy đó, thì tự nhiên cái thằng nhỏ, cái thằng mà đang học lớp 7, thằng tên là Bảo á, nó nằm chiêm bao tiếp. Nó thấy á, cũng là cái đám người đó, mặc đồ trắng không à, cha của nó cũng mặc đồ trắng luôn. Những cái người kia không ai có đầu hết, dẫn cha nó đi tới cửa nhà vậy nè. Nó thấy tự nhiên cái cửa nhà mình mở bung ra, không có ai đứng đó trơn á, mà cái cửa tự mở ra nghe. Mà cha của nó bây giờ á, không còn đứng như mấy giấc mơ trước nữa. Ông quỳ xuống, mà ông đi bằng hai cái đầu gối, chống hai cái tay vậy nè. Nói thiệt nha, y chang như là một cái con súc vật, một con chó vậy đó. Người ta không trói cái tay của ổng nữa, cũng không trói cái giò luôn, mà cột cộng xích vô cổ của ổng vậy nè. Nó nắm cái sợi dây, rồi nó thả ổng đi vòng vòng trong nhà vậy đó. Nó hỏi vậy nè, thằng đó đâu rồi mày chỉ tao coi coi, nó tên gì? Là nó nghe rõ ràng bên lỗ tai của nó nghe người ta hỏi cha nó vậy đó. Mới đầu thì chú Hai Hơn này ổng không có khai, ổng im ru à, ổng cứ lắc đầu, ổng nhắm mắt vậy nè. Nó thấy rõ ràng cha của nó lè cái lưỡi ra, ổng phụt một cái vô cái lưỡi vậy nè. Ổng lấy hai cái răng của ổng á, ổng phục vô cái lưỡi. Để chi? Để mà cố tình không có nói ra, không có muốn khai ra tên con mình. Nó chưa thoát khỏi được cái giấc mơ này, nó thấy người ta dẫn ổng đi vòng vòng trong nhà vậy nè. Trong khi nó thì nằm trong buồng, mà nó có thể nhìn thấy được tổng thể căn nhà luôn nha. Người ta dắt cha nó đi từ nhà trước, đi vô tới cửa buồng vậy nè,
đứng trước cái buồng ngủ của nó đó, thì tự nhiên cha của nó đau quá trời hay sao đó, ổng mới nói Trần Thế. Ổng mới nói tới đó thôi thì tự nhiên nó mới nghe cái tiếng con chó nó sủa dữ lắm luôn, giống như là cái con chó mà chuẩn bị cắn ai vậy đó, là nó giật mình thức dậy liền. Nó mới vừa mở mắt ra thôi, thì khi đó cái tư thế của nó đó, nó đang nằm làm sao mà cái mặt của nó dây ra cửa sổ trong phòng vậy nè. Nó nhìn ra, nó thấy rõ ràng cái mặt của cha nó đang ngoài cửa sổ, mà hai con mắt của ổng đỏ lè vậy nè. Nó mới sợ quá, nó ngắt nhéo mẹ của nó, nó kêu mẹ nó thức dậy. Nó kể lại cho bà nghe cái giấc mơ hồi nãy tới giờ. Nghe kể xong là bà dựng hết óc ác lên luôn, bà đâu có dám ngủ nữa. Bà nói chết rồi trời ơi, không lẽ bây giờ ổng dám khai tên thằng con mình ra hả? Tại vì thằng nhỏ này nó tên là Trần Thế Bảo. Tuy nhiên ổng mới vừa khai được tới chữ Trần, chữ Thế thôi, ổng chưa nói được hết cái chữ Bảo thì con chó nó sủa lên rồi. Tự nhiên bà suy nghĩ, bà nói hồi nãy giờ nếu như mà ổng khai tên Trần Thế Bảo, khai luôn ngày tháng năm sinh của con nhỏ ra, chắc có thể nhỏ chết luôn hồi nãy giờ rồi. Quản quá rồi, quản rồi, ba mẹ con đâu biết phải làm gì nữa đâu. Bây giờ không ngủ được nữa, tông cửa chạy đi qua nhà cậu Năm á, kêu cửa cậu Năm. Bây giờ á, chưa kịp tới sáng nữa mà phải đi tới nhà của ông thầy, đi qua đó hỏi thử coi thầy ơi, thầy, thầy có giúp được con không, chứ bây giờ nó đang nằm ngủ mà nó thấy cha của nó về chuẩn bị khai tên nó ra rồi thầy ơi. Ngày mai là ngày thứ 49 rồi, nhưng qua tới đó thì kiếm không thấy ông thầy, ông thầy không có nhà, trong chùa cũng không có thầy luôn, bởi vậy mới đợi tới sáng mới dám điện cho thầy, chứ giờ này nửa đêm nửa hôm mà sao điện được. Gần sáng điện thầy thì thầy mới nói á, bây giờ tôi không có về nhà được, hiện tại đang đi giúp đỡ cho người ta, mà cái người này cũng liên quan tánh mạng nữa, không thể nào buông được giữa chừng hết trơn á. Bây giờ đối với cái trường hợp của cái thằng nhỏ này nè, bữa nay cũng là ngày thứ 49 rồi đúng không, ráng qua đêm nay. Nếu như trong đêm nay á mà thằng nhỏ này nó không có trụ được, là coi như đó là cái nghiệp, cái phần số của nó, nó phải bị cha của nó bắt đi. Tại vì trong nhà này đang có cái vụ trùng tang, con quỷ trùng nó vẫn chưa có chịu đi, chưa qua 49 ngày mà, tại vì chưa hết 49 ngày mà. Nếu như mà nó mất trong đêm, thành ra phải phụ thuộc vô cái phước, cái nghiệp báo của nhà này nữa, hy vọng nó giữ được nó. Nhưng mà có nhớ không, tôi cho ba cái lá bùa làm vậy, trong cái trường hợp mà thấy những giấc mơ này, thức dậy đốt liền cho tôi cái lá bùa này. Hơn hồi tối còn nghe được tiếng con chó sủa đó nghe, rủi đâu không nghe được tiếng con chó thì sao. Bây giờ sau khi gọi nói chuyện với tôi xong rồi, mang một lá bùa ra bứt cọng tóc của nó, đốt liền cho tôi đi, ráng đi còn bữa nữa hả. Nếu như thực sự nó đã muốn bắt mình đi rồi á, thì không cần mình thức mình đối phó với nó đâu. Đang thức gì đó nó bắt điên cái một hả. Nhưng yên tâm, có ba cái lá bùa rồi thì đừng có sợ gì hết trơn á. Tôi nói như vậy là để đừng có sợ quá thôi, tuy nhiên vẫn phòng cái trường hợp là thằng nhỏ nó bị bắt đi nghe chưa. Tại vì do cái nghiệp báo của cái nhà này có hay không, phước có dày hay không, ông bà có độ hay không nữa, chứ không phải chuyện nào cũng chắc cú 100% lẩu có đúng. Đêm nay nếu muốn tốt nhất, kêu Năm á dẫn con chó mực qua đây nè, cho nó qua bên đây nó ngủ luôn đi. Tại dù sao Năm cũng đàn ông đàn ăn, qua đây cho ba mẹ con nó an tâm. Nhớ dắt con chó mực cột ngay trước cửa nhà cho tôi. Bởi vậy ngay trong đêm nay cậu Năm của bạn mới qua đây cột con chó mực để ở đó, rồi ổng cũng qua ổng ngủ chung với ba mẹ con luôn. Ổng ngủ nhà trước, ba mẹ con thì ngủ trong nhà, cũng sinh hoạt ăn uống bình thường vậy thôi hà. Nhà có đàn ông nó cũng đỡ sợ hơn. Đêm đó do là có cậu Năm ổng qua chơi, ổng ngủ lại, thành ra là ba mẹ con cũng không có dám ngủ sớm nữa. Ngồi nói chuyện tới khoảng nửa đêm mới ngủ luôn. Thiệt ra là không có định ngủ, tại vì sợ ngủ rồi nằm chiêm bao thấy tầm bậy tầm bạ nữa. Nhưng mà không lẽ không ngủ, cũng buồn ngủ thấy bà cố luôn á. Bởi vậy là mòn mỏi quá rồi ai cũng đi ngủ. Lại thêm một lần nữa, ngủ nửa đêm cái thằng nhỏ con á, là cái thằng Bảo á, nó thấy cha nó về nữa. Cái vía của nó là gì nè, nó đang nằm trong phòng mà nó nghe cái tiếng dây xích á, kiểu như là dây xích loại lớn á mọi người. Nó kéo trên cái mặt đất nè, nó làm rẹt 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 đi từ xa, nó giang lại vô tới cái phòng của nó luôn. Nó lại thấy cha của nó nữa, cũng bò, cũng bị cột cổng xích vô ngay gần cổ vậy nè. Bữa nay á, người ta không có dẫn cha nó vô tới nhà, mà chỉ đứng trước cửa nhà thôi, đánh dữ lắm, đánh luôn kìa, bằng tay không mà đánh nó nghe. Cái cảm giác của nó là vậy nè, nó thấy người ta vừa đánh cha nó mà vừa cười cợt vô cái mặt nó vậy nè. Ý giống như là hả, tao đánh cha mày nè, mày có đau xót của cha của mày không, nếu mày thương xót cha của mày á thì mày khai tên khai thủ mày ra đi. Lúc này nó nghe luôn tiếng chó sủa, nhưng mà người ta vẫn còn đứng ở ngoài. Nó tức cái mình quá, trong cái vía của nó ngồi vậy, nó chạy ra ngoài cửa luôn, nhưng nó không có đi qua khỏi được cái cửa nhà. Nó đi vừa bước tới cái bậc thang của cửa thôi á, là giống như có ai xô nó trở ngược trong nhà. Nó thấy cha nó đau quá trời rồi, nó chịu không nổi nữa, nó mới hỏi cha, cha có sao không cha. Bảo ơi Bảo, cứu cha đi Bảo. Ổng đã bắt đầu kêu nó là Bảo rồi, giấc mơ ngày hôm qua ổng mới khai là Trần Thế rồi, bữa nay ổng mới kêu nó là Bảo nữa, thì có nghĩa nó tên Trần Thế Bảo. Thành ra nó nghe lộng lộng luôn, người ta mới hỏi á, tuổi gì mày, ngày tháng năm sinh là ngày mấy, là hỏi với cha của nó đó. Nhưng khi mà những người đó vừa mới mở miệng hỏi thôi, nó mới nghe ở ngoài trời là một cái rầm cái gì nè, giống như sấm sét vậy đó, là nó giật mình tỉnh dậy liền luôn. Nó giật mình thức dậy á, thì ở ngoài trời vẫn còn mưa nha, đêm nay vẫn mưa lớn như hôm qua nữa. Nó thức dậy, nó nhìn đồng hồ, mới có 3 giờ sáng thôi à. Nó khều cậu Năm dậy, khều mẹ với anh hai của nó dậy luôn.
nguyên ngày thức dậy nó mới kể lại. Thì cậu nào không biết rồi, ổng mới nói á, bây giờ nè, thím chạy vô nhà, thím lấy ra một cái lá bùa, thím nhớ không? Ông thầy ổng dặn đó, bây giờ nè, bứt cọng tóc của ông Bảo, bỏ vô lá bùa đốt liền, thảy ra cửa liền đi. Thảy ra xong rồi, ổng nói thím hai ơi, tôi nghĩ vậy nè, bây giờ thím hốt cho tôi nguyên một cái thau muối hột đi. Mình rải gạo với muối á, rải ra trước cửa vậy nè, chắc là tụi nó không dám vô nhà nữa đâu. Thím rải xong rồi, thím mới đứng trước bàn thờ á, thím tạ ơn ông bà cửu quyền đi. Tại vì tôi nghĩ đêm nay nhờ ông bà độ mình, thành ra nó mới không có dám bắt thằng nhỏ đi. Chứ nếu mà thằng nhỏ này nó nằm chiêm bao thêm một hồi nữa thì có thể là cái nhóm người đó nó bắt hồn luôn nhỏ đi đó. Mà thím nghĩ đi, hồi nãy thằng Bảo nó kể á, nó bước ra khỏi cửa không có được, giống như có ai xô nó trở ngược vô nhà vậy đó, thì chắc có lẽ là ai độ ai giúp đỡ nhà này rồi. Sau khi mà rải cái thau gạo muối xong rồi, rải ra ngoài vậy đó, đóng cửa cái rầm lại, đâu có dám ngủ nữa, chỉ là ngồi trong nhà nói chuyện với nhau cho đỡ sợ thôi, đợi tới trời sáng. Tại dù sao bữa nay cũng đã hết 49 ngày của chồng mình rồi. Ngồi trong nhà vậy nè, giờ đó chắc cũng khoảng 4 giờ mấy, gần 5 giờ sáng rồi. Cả nhà mới nghe cái tiếng con chó mực á, nó không có sủa nữa, mà nó kêu giống như là có ai đang làm đau đớn nó gì đó. Nó kêu nó kêu hoài vậy nè. Thì ổng cứ tưởng đâu là trời mưa trời gió đó, nó lạnh nó rét không à, thôi kệ đi, qua tới sáng bữa sau á mình dắt nó vô nhà trong. Tại vì á lỡ rồi bữa nay thôi, với lại cho dù thương nó cỡ nào cũng đâu có dám mở cửa giờ này. Đợi hoài cho tới khoảng 6 giờ sáng, mở bung cái cửa ra thì thấy một cảnh tượng như thế này. Cái nhà này thì nó có một cái mái hiên nhỏ ra gì nè, nó ve ra gì nè. Thì khi mình rải gạo muối á, có thể do trời mưa nó ướt, đúng thiệt mình đồng ý là muối nó có thể tan đi, nhưng rải rất là nhiều, nguyên một thau muối lận mà. Bây giờ muối nó vẫn còn, gạo cũng vẫn còn luôn. Vậy đó, mà nhìn xuống nghe, rất là nhiều dấu chân người ta dậm lên luôn. Nó màu đỏ, màu đen, tùm lum hết vậy đó. Giống như cái giò của ai mà bị thương á, người ta đi lên cái đống muối này vậy đó nè. Đang nhìn thẳng về hướng trước cửa, nhưng khi mà nhìn về bên tay phải, cái chỗ mà cột con chó mực á, bây giờ con chó mực nó chết tươi luôn. Nguyên một cái đống bầy nhà vậy nè, giống như là có ai á, dùng cái tay á, mình banh ở dưới cái phần bụng con chó ra, mình banh tẹt ra vậy nè, con chó nó mất rồi. Cậu Năm nói mày biết tao cưng con chó này vừa gì, tao nuôi nó từ hồi đó hổm tới giờ đó, mà tao không biết ai mà làm vậy. Nhưng tao suy nghĩ lại thì tao biết là chắc cái đám đó nó về nó sửa con chó này. Tại vì cái đêm đó chính là nhờ con chó này bảo vệ cho cái thằng nhỏ này, chứ nếu mà không nhờ con chó nó sủa đó là nó sẽ bắt đi cái hồn của thằng Bảo luôn. Ổng đang lay quay ổng kiếm cái bao để mà hốt con chó vô á, thì ông thầy ổng tới. Thầy tới ổng nói là xong rồi đó, nhìn con chó vậy á, với lại nhìn cái trước nhà kìa, thấy dấu giò của nó không, là nó đi rồi, nó rướm máu nó mới đi đó. Tôi biết trước là tôi không có ra mặt được, tại tôi bận dữ lắm, bữa nay tôi mới về được nè, mới vừa về là qua đây liền chứ chưa ghé chùa nữa. Rất là hên đó nghe, nhờ ông bà cửu quyền độ là một, nhờ con chó mực này là hai, rồi nhờ hai cái lá bùa của tôi đưa đó là ba, làm một cái lá bùa bự treo trước cửa nhớ không, rồi thêm ba cái lá bùa thế mạng đó. Muốn giữ được mạng của thằng nhỏ này là cần phải có tất cả những yếu tố đó, chứ không phải là cần phải con chó hay là cái lá bùa làm có được. Khi đó thầy mới chỉ lên trên cái cửa nhà đó, nhìn cái tàu lá bùa đi, nó khiến cho trời mưa, mưa lớn thiệt lớn, nó làm sao để mà cho cái lá bùa này bị dính nước mưa, nó ướt, nó nát cái lá bùa xuống, thấy chưa, cái lá bùa bị rách hết phân nửa rồi kìa, là do mưa nó tạt vô đó, do tôi dán kỹ quá thành ra là nó chưa có sức hết cái lá bùa. Rất là hên luôn, phải chi mà cái lá bùa này mà nó rớt xuống hoàn toàn đó hả, đêm nay có thể thằng nhỏ này bị kéo ra khỏi cửa, nhưng cái lá bùa nó vẫn còn lại một chút, thành ra đó là vẫn còn cái quy lực, nó giữ được, nó làm một cái màn vô hình, nó chắn lại hỏng cho cái thằng nhỏ này bị lôi ra khỏi cửa. Cũng rất tội nghiệp con chó, chạy tôi nhìn tôi thương quá đi, nhờ nó đó mà bây giờ nó phải bỏ mạng rồi. Cho nên con nhớ nha, ngoài cảm tạ ông bà của quyền bề trên, cảm tạ hai cái lá bùa thế mạng bảo vệ cho con cần phải cảm tạ con chó mực này nè, nhờ nó mà con mới còn sống tới bây giờ đó. Xong cái ông thầy mới nhìn xuống cái đống muối á, thầy mới hỏi là ủa ai bày ra cái trò mà rải ba cái muối này vậy. Thì mai bảo nói dạ chú Năm ổng rải đó thầy. Cũng được, tôi không có la gì hết trơn á, rải muối là đúng rồi đó. Thiệt ra những cái gạo muối này nó cũng có tác dụng, nó làm cho những con quỷ này nó không có dám vô nhà, nhưng bao nhiêu đó chưa có đủ, bởi vì cái con chó kế bên á nó mới sủa, nó đuổi cái đám này đi. Tuy nhiên cái đám này á nó muốn quật lại con chó luôn, thành ra con chó mới chết tức tử vậy. Bây giờ nói chung là cũng yên tâm rồi ha, tại vì cái dông của thằng Hai Hơn á tôi cũng đã thu phục được rồi, tôi kéo dông của thằng Hai Hơn thì được rồi. Chỉ cần cái đám quỷ kia nó bị đánh một mớ, nó giảm năng lực rồi đó, thì tôi bắt hồn của thằng Hai dễ lắm. Nó đâu có đi đâu đâu, nó còn ở góc nhà kìa, tôi thấy tôi kêu nó đi liền à. Vậy đó mà nó không vô nhà được mấy ác, mà đâu phải nó đứng ở ngoài đó đâu, nó đang bị trói ở ngoài, nhưng do cái bầy quỷ kia đó nó bị con chó đuổi đi rồi, nó không có dám qua đây nữa. Thật ra tôi nói luôn, trong cái nhà này vẫn còn dông, mà dông này không phải dông của người lạ, dông của ông bà ngày xưa đó, người ta chưa có đi, người ta vẫn còn quẩn quanh trong cái nhà này nè. Thành ra khi mà người ta thấy nó đang bị nạn đó, người ta cũng ra tay cứu giúp, nhưng mà đôi khi người ta giúp không có lại, không có mạnh bằng những con quỷ đó nữa.
Bởi vậy là cũng phải nhờ cái lá bùa, nhờ con chó mực, rồi nhờ thêm cái lá bùa tôi dán trên cửa nữa, thì người ta mới kéo vong hồn của thằng hai về được. Tôi nói vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là bây giờ, sau cái bữa hôm nay, thím hai ở nhà lập cho tôi một cái miếu thờ ngay trước cửa cho tôi, chịch chịch quan xíu, kế bên phía tay phải, tay trái gì cũng được hết trơn á. Làm một cái miếu đó, ha, để thờ những vong hồn khuất mặt khuất mày ở cái nhà này người ta chưa có đi được. Khi mà làm cái miếu ra rồi đó, tôi sẽ gửi một cái chân linh của tôi, một cái chân linh trong chùa của tôi đó, tôi gửi vô cái nhà này và người ta sẽ núp bóng ở trong một cái con mèo. Đây là không phải là cái con mèo. Con mèo này không phải là mèo tinh nha, chỉ là một cái con mèo nhà thôi. Người ta sẽ ngự ở trong con mèo đó mà giữ cái nhà này giùm trong vòng một năm. Tại vì cái bầy quỷ trùng tan á, tụi nó chưa có đi hết đâu. Tụi nó chỉ mới bị tan biến một phần thôi, nó còn lại một hai đứa. Cho nên tôi biết chắc chắn trong vòng từ đây tới khoảng một năm tới nữa sẽ có người trong nhà này lại tiếp tục bị nó tới, nó réo nó bắt đi nữa. Chính vì vậy, kể từ cái bữa lập miếu thờ xong, tôi thả con mèo vô cái nhà này rồi là ba mẹ con phải dọn đi chỗ khác liền, không được ở cái chỗ này. Hơn một năm sau, muốn ở lại cái chỗ này thì phải qua hỏi tôi. Tôi qua tôi coi cái nhà này một lần nữa thì mới được dọn vô ở, nghe chưa? Hiện tại thì cứ để quan cái nhà này đi, đóng cửa lại, con mèo nó sẽ là cái người giữ nhà. Và đó cũng chính là lý do tại sao hồi cái bữa sáng ngày hôm qua, anh đi ngang nhà của chú Hai Hân, anh thấy trên bàn thờ có nguyên con mèo đen xì lì, nó nằm ở trên á. Dặn dò xong xuôi rồi thầy cũng đi về, tại vì đâu có chuyện gì cần làm nữa đâu. Cái nhiệm vụ trước mắt bây giờ là phải làm cái miếu, cúng kiến người ta đàng hoàng đi rồi thầy qua, thầy gửi con mèo tiếp. Và hiện tại cho tới cái ngày mà khi bạn kể lại câu chuyện này á, bạn cũng chưa thấy ba mẹ con của cái thím hai này về đây ở nữa. Chắc có thể bà cũng ớn quá, bà không dám về luôn. Và cái câu chuyện của bạn tới đây nó cũng đã kết thúc. Trước khi kết thúc câu chuyện, mọi người đừng quên like cũng như đăng ký kênh giúp này để nhận những video chuyện ma mới nhất nha.